Dạ vâng, mình chào quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube là Phương Nam Sài Gòn. Thì hôm nay là mấy anh em bên Phương Nam Sài Gòn đang có mặt tại Biên Hòa để bàn giao hai dàn loa 4 tấc đôi vào nhà hai bác nha mọi người. Thì bên Phương Nam Sài Gòn bàn giao xong hai dàn này, cũng có một đơn của bác hàng xóm cùng gần với nhà bác trai này. Thì vừa bên Phương Nam vừa giao qua thì bác đã nghe qua và đã chốt thêm một dàn nữa nha mọi người. Thì dàn tiếp theo, dàn thứ ba thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ ngày hôm sau sẽ bàn giao nha mọi người. Tại vì bây giờ cũng đã trễ không thể là bàn giao tiếp nha mọi người. Rồi và bây giờ xin mời anh chị và bạn cùng lắng nghe chất âm của dàn loa này và để hai bác test karaoke luôn ạ. Xin mời anh chị và bạn cùng lắng nghe. Em vẫn nhớ đường để xe đi tới.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.